Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ clip mà mình cho sâu canxi mình ăn. Thì ở nhà mình có gì cơm hay là canh thừa hay là gì vân vân, đậu rau đồ vân vân thì mình đem vô máy xay sinh tố đây. Mình đem máy xay sinh tố cái mình xay ra là mình sẽ cho nó ăn thôi. Mình giờ bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mình sẽ cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là chỗ nuôi canxi mà bữa hổm mình có làm clip là mình thử coi độ ánh sáng như thế nào. Thì đây ánh sáng ở ngoài cửa này thì mình vẫn để vậy. Ở đây sâu canxi mình đây thì sau gần lúc mình mang về là hôm thứ sáu tuần trước, thì bây giờ là hôm thứ sáu thì lúc đó mang về nở thì mình tính cho là coi như là 2 ngày đi. Vậy thì cái lứa này là được 8 ngày rồi các bạn, và sâu canxi lứa này được 8 ngày. Và các bạn thấy sâu canxi nó mình lúc mà mình bố trí thì mình rất là dở, vì mình lấy cái thùng này mình cắt ra, thì cái thùng cắt ra thì cái đáy này nó rất là sâu. Cái đáy này sâu thì đâm ra nó sẽ nóng các bạn. Cho nên sau này các bạn đừng bỏ vô thùng. Các bạn nên bỏ ra cái bạc hay khay gì đó để cho nó tản đều ra. Chứ kiểu này thì nó cứ chạy xuống đây hết các bạn. Và thức ăn thì cái lượng mà bên ngoài này á, thì các bạn để ý nè, nó vẫn còn đây. Đây bã đậu nành đây, mình cho cái bã đậu nành vô. Mình kèm vô thứ cám thì mình bây giờ mình hạn chế nó cho ăn lại các bạn. Từ ngày thứ 5, thứ 6 cho đi mình hạn chế cho ăn cám lại. Thì mình sẽ cho cái bã đậu nành vô các bạn để cho nó bớt kinh phí đi. Bã đậu nành thì cũng tốt. Thì công thức của mình là bã đậu nành với cám. Thì các bạn nếu mà nuôi bã đậu nành không thì nó cũng không tốt các bạn, nên kèm bổ sung hai thứ nữa. Ở đây là được sâu canxi của mình là được 8 ngày rồi các bạn. Bên này thì vẫn phát triển bình thường so về độ ánh sáng, thì nhưng mà ăn thì kém hơn cái bên kia. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem bên kia nó như thế nào. Ăn thì nói chung là vẫn ổn, tại mình nuôi trong nhà các bạn, cho nên là không ít bị ruồi. Mình đóng cửa hết lại, mình nuôi trong nhà. Đây thì là cái sâu canxi đây, do nó nhiều quá mình phân ra những cái ô nhỏ đây, chứ không thôi là không có đủ để nó nóng quá các bạn. Đây thì đây là cái mẻ mà sâu canxi mà mình nói là làm trong tối, để mình thử nghiệm cho các bạn coi. Đây các bạn, nó ăn rất là mạnh, bên trong này thì nó ăn rất là mạnh các bạn. Sâu thì rất là nhiều. Thì sáng nay mình quay clip lại cho bạn coi để mình khẳng định với các bạn là ánh sáng ảnh hưởng đến sâu canxi các bạn, ảnh hưởng đến tốc độ rồi cách ăn uống của nó luôn các bạn. Ban đêm thì sâu canxi hoạt động rất mạnh, các bạn thử để ý thì sẽ thấy. Cho nên ngày trước mình nuôi trùng quế rồi, nếu các bạn mà để ý thì cái trùng quế thì nó cũng giống như sâu canxi này. Nếu các bạn làm tốt được cái khoảng mà ánh sáng á, khống chế được cái lượng ánh sáng là tối thiểu vào trong cái chuồng trại các bạn á, thì các bạn sẽ thấy sâu canxi nó sẽ phát triển rất là nhanh, nó ăn rất là mạnh các bạn. Đây ăn rất là mạnh, để bao nhiêu thì cũng hết. Thì hôm qua là do là nhiều quá cho nên mình sang bớt ra các bạn. Chứ không thôi là mình mua của bác Tuấn đây là 30g. 30g thì bây giờ cũng rất là nhiều các bạn. Nó nở rất là nhiều. Đây mình đã sang ra đây. Nó rất là nhiều các bạn, 30g. Nếu mà so ra thì mình nuôi mà để mình cho gà vịt ăn thì rất ổn các bạn. Nhưng mà các bạn nên cố gắng là để mình giữ giống lại á, để mình nhân lên cho nó mình đỡ tốn cái chi phí ban đầu hơn. Đây các bạn, còn đây nữa, nhiều lắm các bạn. Rồi thì cái ánh sáng rất là quan trọng nha, các bạn nên để ý cái vấn đề đó nha. Đây thì hôm nãy thức ăn mình xay ra đây, mình cứ đổ lên trên đó các bạn. Tất cả những cái gì cơm đồ này kia thì mình tận dụng vô. Thì nhà mình có máy xay sinh tố, các bạn cứ vậy các bạn xay thôi. Xay rồi nhớ là xay, mà nếu mà không ấy quá thì mình đổ nước vào các bạn. Mình đổ nước lên trên cho cái máy xay sinh tố để cho nó dễ đi hơn các bạn. Đây, mình cứ đổ lên trên đây. Thì chút xíu nữa mình sẽ xem theo dõi thôi coi là mức độ nó ăn như thế nào. Sâu canxi này thì thật sự là rất là dễ các bạn. Các bạn ngày xưa mình nuôi mình cũng sợ. Đây là cái hiện tượng mà mình đang để ý đây. Khi mà có những cái hiện tượng này á,
thì có hai trường hợp xảy ra, một là thiếu thức ăn, hai là quá nóng các bạn. Nhưng mà đa phần mình thấy là nóng, nóng nó sẽ tập trung như vậy, một cái đống ùn ùn lên như thế này các bạn. Cho nên các bạn để ý cái những trường hợp này, khi mà để ý những trường hợp này các bạn phải xử lý ngay. Đây rất là nóng, thì khi này đó là nó sẽ báo hiệu cho mình là nóng, là khi đó mình phải xử lý. Một là mình tản nó ra nhìn rộng ra, chứ các bạn mà để vậy thì nó rất là nhanh, là nhanh nóng các bạn. Sau canxi này bữa hổm mình không để ý thì nó cũng nóng, nó nóng lên thì nó cũng chết một số các bạn, cho nên rất là nguy hiểm, nhiệt độ rất cao các bạn. Trong này hiện tại mình đang rờ tay vô thì nhiệt độ rất cao. Đây các bạn thấy nó tràn vô nó ăn đây. Đó, mình lấy cơm nè, đầu rau đồ này kia, mình chịu khó mình xay mấy xay sinh tố tí xíu à. Một số clip các bạn mình thấy là một số bạn thì cứ quăng cái rau sẵn ở trên cái khay á, thì mình thấy vậy thì cũng được, nhưng mà cái tốc độ nó xử lý rất là chậm các bạn ơi. Các bạn chịu khó tí xíu xay xíu hoặc băm hoặc làm cái gì đó cho nó mịn, nó nhuyễn ra thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn các bạn. Chứ các bạn mà cứ quăng quăng như vậy thì nó lâu lắm, nó không có kết quả nhiều đâu bạn. Thì ánh sáng, mình làm clip này để mình trả lời các bạn hai vấn đề, một là thức ăn cho sâu canxi, hai là về ánh sáng. Thì ánh sáng thì rất là quan trọng, các bạn nhớ để ý nha, chuyện đó nha. Đây nó đùng lên là nó nóng đây các bạn, nó đùng lên là nó sẽ nóng đây. Các bạn nhớ để ý cái vấn đề này. Thứ nhất là ánh sáng. Ánh sáng thì cố gắng là làm sao để cho vô trong tối càng tốt, tối càng tốt nha các bạn. Thì mình sẽ sâu canxi nó sẽ yên tâm và nó sẽ phát triển hơn. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó lên ăn rồi đây. Thì trong này là cơm, đầu rau đồ vân vân. Thì những cái mà thức ăn dư vô nhà, các bạn chịu khó bỏ vô máy xay sinh tố, xay chút xíu thôi, thì các bạn sẽ có được cái nguồn thức ăn phụ thêm cho nó. Thức ăn chính ở đây mình sử dụng đó là cám gà con và bã đậu nành. Thì các bạn cứ lấy cám gà con với bã đậu nành thì tỷ lệ của nó là 5:1 đi. Các bạn cứ lấy 5 phần bã đậu nành và 1 phần cám gà con. Thì các bạn cứ trộn cám gà con vào nước, sau đó nó sệt sệt, nó lỏng ra thì các bạn trộn bóp vào trong bã đậu nành nha, đừng có để riêng tách biệt thì nó sẽ kích thích cái con sâu canxi này ăn tốt hơn. Mà mình khuyến cáo nên các bạn nên chọn những cái loại thức ăn dinh dưỡng để chi cho sâu canxi nó mập các bạn. Đây các bạn thấy mới 8 ngày tuổi đây, mình thấy cũng quá mập đây. Mục đích của mình làm gì để lấy cái con sâu canxi này để cho nó sinh sản, hoặc không thì mình cho ăn cũng được, cho gà đồ ăn cũng được. Để làm gì các bạn? Nó nâng cái tốc độ lớn của cái con sâu canxi lên. Tại bạn càng kéo dài cái thời gian càng lâu thì cái mức đầu tư bạn cũng như vậy. Theo mình là suy nghĩ vậy, thì bạn cứ tăng cái tốc thôi, muốn tốc độ bao nhiêu thì bạn cứ tăng cái tốc độ nó nhanh lên, thì khi đó thì cái thời gian mà giảm thời gian xuống. Như mình đây thì bằng người ta cho ăn 10 ngày rồi, thì như vậy thì giờ mình đã cho mình đã đỡ hết khoảng chừng 2-3 ngày so với những người mà cho ăn các loại thức ăn khác rồi, nhưng mà nó sẽ không có mập có béo như vậy đó các bạn, để ý nha. Và cái quan trọng là mình làm sao mình kiếm được cái chỗ các bạn, nó nuôi nó thoải mái, nó rộng rãi và có khống chế được ánh sáng các bạn. Rồi clip mình dừng lại đây thôi, bây giờ mình phải đi mua khay về mình sang ra các bạn, giờ nhiều quá rồi, bây giờ nó nóng quá rồi các bạn. Xin cảm ơn các bạn theo dõi nha. Mình sẽ cố gắng làm những cái clip nó thiết thực hơn, nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn. Đây các bạn thấy không, mới đây mà nó đã ủi vô nó ăn rồi đó các bạn. Đây chứng tỏ là cái thức ăn mà dư thừa của mình là nó rất thích nha các bạn. Nhớ xay diễn ra. Rồi xin cảm ơn các bạn. Đây các bạn thấy không, nó ăn rất là nhiều, nó lên nó ăn cái thức ăn này. Clip này mình làm để trả lời các bạn là vấn đề là ánh sáng rất rất quan trọng đối với sâu canxi như vậy.
khống chế ánh sáng càng tốt thì sâu canxi phát triển càng tốt. Và yếu tố thứ hai đó là thức ăn, phải tập trung thức ăn dinh dưỡng cho nó để cho nó phát triển tốt hơn. Nếu có thức ăn dư thừa thì tốt nhất. Các bạn thức ăn dư thừa, các bạn thấy đây, mới đây thì nó đã ăn đây. Thức ăn dư thừa thì các bạn cứ cố gắng xay nhuyễn và cứ thả lên thì mình nghĩ là sẽ giảm cái sự đầu tư và cám thức ăn của mình rất là nhiều. Nó thích ăn thức ăn thừa lắm vậy. Vì trong thức ăn thừa có nhiều cái loại gia vị, nhiều cái loại mùi đồ v.v. thì nó sẽ thích hơn là một cái món. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.